Xin chào bác nha, chào mừng đã quay trở lại kênh em tiếp tục với chương trình video. Em lên đây, em mang một số mã hàng với em đang phân phối nhá. Rồi em lên luôn cho bác cái mã hàng đầu tiên. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì hóa đơn nha em trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship nhá. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Nhớ giúp em là trên 200k là sẽ được miễn phí ship, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây thước sao chép này. Cây này thì cái tổng chiều dài của nó là 25 cm. Các bác chuyên để các bác sao chép những cái hình dạng, những cái phần ngóc ngách rồi những cái chỗ mà các bác bình thường là những cái phần thước đo các thứ là các bác đo để các bác ví dụ xẻ đá, cắt đá và những cái phần ngóc ngách mà các bác không thể lùa lách vào được. Đấy mà đo rất là mất công. Thì các bác mua ngay cho em mấy con thước này về rất là hay, rất là thông minh này. Đây bình thường này nhá. Những phần ngóc ngách, những phần góc uốn này này. Đấy ở đây các bác nhìn này. Em sẽ cho bác test bác xem về cái hay của nó nhá. Thì nó sẽ sao chép cái hình dạng kích thước của cái sản phẩm đấy nhá. Xem nó sẽ như thế nào đây. Đấy, đây có nhìn nhá, nó sẽ uốn cong theo cái đường này. Đấy, đây không, nó sẽ sao chép theo cái hình dạng khớp đúng theo cái hình dạng của cái đây cái phần này em đang sao chép này, cái đấy không, nó sẽ khớp đúng theo đây luôn. Đó, khớp kín khít luôn nhá. Đó, rất là hay. Đấy, ví dụ các bác dùng để sao chép một cái đồ vật gì đó để mình tạo một cái bản sao. Đấy, rồi là ví dụ như các bác hay lát gạch, lát đá hoa các thứ là các bác dùng để các bác sao chép lại nha. Đây. Đó, thì các bác lại đẩy bằng, các bác dùng để các bác sao chép ví dụ như là một cái góc tam giác này. Đây. Đấy, một góc tam giác nha. Đấy, một góc tam giác này. Đấy, các bác dùng để các bác sao chép lại này. Đấy, sao chép thành một cái góc tam giác rất ok luôn. Đấy, các bác sao chép rất là chính xác luôn nhá. Đó, mà khi nào mà ấy xong là các bác lại đẩy là nó lại bằng lại nha. Đó, rất là hay luôn. Con này cái phần tổng chiều dài của nó sẽ là 25 cm. Lên máy em sẽ là cái cây thước sao chép nhá. Chất liệu của nó là bằng nhựa mà. Toàn bộ bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Rất là hay luôn. Giá thì bên em đang bán giá sẽ là 100k. Đấy, một cái phát minh rất là vĩ đại của con người mà. 100k nhá, lên mã em sẽ là thước sao chép nhá. Thước sao chép giá đang bán là 100k một cây nhá. 100.000 cho một cái sản phẩm cái cây thước sao chép này, 100k một cây. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm thước sao chép để các bác dễ hình dung hơn này. Đây. Các bác cùng xem này. Đấy những cái phần ngóc ngách à, các bác dùng để các bác sao chép lại này. Đó. Đây. Thợ các thứ người ta hay dùng nha con này. Đấy, sao chép nó đúng kích thước luôn nhá. Đó, thấy không? Rất là nhạy luôn nhá. Đó. Kể cái là xong mà ra một cái bản sao luôn để các bác có thể là lát đá, lát gạch các thứ vào cái chỗ này luôn. Đấy, rất là ngon lành mà nó vừa vặn, khớp luôn nhá. Nó bị khớp nó không bị lệch đâu. Khớp phát một luôn. Đấy, rất là hay. Cho một cái sản phẩm với cái cây thước sao chép nha. Giá em đang bán một cái cây này với giá là đi 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Đấy, 100.000 một cây lên mã em sẽ là thước sao chép nhá. 100k cho một cái cây thước sao chép nhá, 100k một cây. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là một cái món đồ nhà bếp này. Đó là cái cây dao chặt nhá. Lên mã em sẽ là cái cây dao chặt về các bác sử dụng chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương nha, rất ok luôn đây. Một con dao chặt quá chất lượng luôn. Cái con này thì em bán rất là nhiều rồi. Ui, đóng gói rất kỹ. Đấy, đây một con dao chặt quá xịn luôn. Hàng của thương hiệu Akatsuki Made in Japan nhá, Made in Japan. Đó. Hàng này thì nó sẽ bị lỗi một chút ở cái phần cán nhưng mà lưỡi liếc các thứ là vẫn còn ngon lành hết luôn nhá. Đấy hôm nay em cũng về cái lô này em cũng xả kho thanh lý bán nhanh mang luôn. Đó, hình thức này nha. Đấy, da vẫn còn vẫn rất là đẹp luôn. Hàng mới keo 100% nhá, chỉ có một chút là nó lỗi cái phần cán này. Đấy, lỗi một chút phần cán chả vấn đề gì các bạn. Các bác vẫn dùng ok luôn. Tay cầm là ốp gỗ nhá. Đấy, tay cầm ốp gỗ cho em 3 đinh tán, hàng thì sẽ là hàng liền thân luôn này. Hàng liền thân thì các bác dùng nó rất là bền, không lo nó long chui long cán. Con này thì nó nặng tổng trọng lượng là 1 kg nhá. Đấy, tổng trọng lượng 1 kg, dao rất là to. Các bác chuyên dùng để ví dụ là những cái dạng xương cứng, xương bò, xương lợn, xương ống nhờ các bác phang cho em thì chấm hết luôn. Đó, phang các kiểu lại luôn nhá. Lưỡi bao dùng bao xài, con này thì bên em bảo hành bác lưỡi luôn, nếu mà các bác chặt mà lưỡi mẻ bên em cho bác đổi luôn. Yên tâm đi. Chặt thoải mái cho em, lưỡi không là cong, không là mẻ luôn. Lưỡi siêu cứng luôn nhá. Lưỡi siêu cứng không biết nó bằng thép gì mà cứng lắm mà sắc cực kỳ luôn. Đấy, hàng Akatsuki Made in Japan này. Đó. Giá em báo luôn. Lên mã em sẽ là cây cây dao chặt là cây này, cây dao chặt C1 nhá, C1. Cái cây này thì nó nặng là 1 kg. Đấy, dao chặt C1 nặng là 1 kg nhá, 1 kg này. Giá của nó thì em cũng sẽ trả nhanh bán nhanh luôn. Bữa trước đang bán là 250k, nay em xả kho bán nhanh luôn. Chỉ còn là 220.000 một cây thôi. Đấy, 220k. Bao ship tận nhà luôn. 220.000 một cây cây dao chặt C1 nặng 1 kg. Bao ship tận nhà đây. Hàng như trên video đó các bác đang xem anh nhá. Đấy, hàng rất là chất luôn đấy. Đó. Phần trên này nó là sẽ làm nhám lỗ lỗ này để chống dính, phần dưới là trơn bình thường. Đó. Hàng đúc liền thân, tay cầm có ốp gỗ 3 đinh tán đồng. Bao dùng bao xài luôn nhá. Đấy, bảo hành bác về vấn đề
chặt mẻ nhau, lưỡi cực kỳ sắc bén, lưỡi sắc lắm, đó, ngọt cực kỳ luôn. Đấy, chặt thì chấm hết luôn rồi con này. Nặng 1 cân nhá, 220.000 một cây, bao ship vào nhà. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Lên mã em sẽ cái cây cây này là cái cây kéo cắt gà của Nhật nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật đây. Hàng Japan này, đó là dòng thép SK5 nhá, sắc bén và không rỉ, sắc bén cực kỳ luôn. Riêng dòng thép SK5 thì nó là siêu sắc bén rồi. Và nó sắc rất là lâu, cũng như là nó là dòng thép không rỉ nhá, nên là dùng rất ok. Đấy. Con này thì nó có rất là nhiều chức năng, là cắt kẹp này, cắt kiếc này, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nha mày, rau củ quả ok luôn. Ngoài chức năng là cắt thì nó có chức năng là đánh vẩy cá nhá, các bạn nhìn những cái phần răng cưa này. Để các bác dùng cái này các bác có thể làm con cá, đánh phần vẩy cá này rất ok luôn. Rồi là một cái chức năng hay nữa, đó là chức năng kẹp, ví dụ là các bác ăn cua, ăn tôm nha. Hay có những cái phần càng kiếc là các bác cho đây các bác kẹp, hoặc là ví dụ những cái hạt rắn như hạt ốc chó các bác cho đây các bác kẹp nha. Đấy, kẹp cá nó vỡ ra thế có thấy không? Dùng rất ok. Hàng của Nhật có phần khóa hãm này, lò xo trợ lực này, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn đẩy ra nó sẽ có lò xo nó trợ lực nó đẩy ra, dùng rất ok luôn. Đấy. Thép SK5 nhá, không rỉ, siêu sắc bén, giá em báo giá luôn. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật nhá. Đợt này em cũng xả kho bán anh luôn. Bữa trước thì đang bán là 150k, hôm nay em xả kho ra một mức giá vô cùng tốt. Kéo gà Nhật này, đấy, kéo gà Nhật nhá, giá đang bán là 150, giảm luôn đấy bác, là chỉ còn có 130.000 thôi, 130k. Kéo gà Nhật nhá, 130.000 một cây. Đấy. Kéo gà Japan, thép SK5 nhá, 130.000 một cây này. Hàng này thì các bác cứ yên tâm về chất lượng đi. Dày rất đang chán lắm, các bác nhìn này, cái con kéo này và cái phần thứ kéo nó rất là dày. Ốc đinh tán là thứ đầy đủ luôn, khá hãm, rồi là lò xo trợ lực. Con này thì bao dùng bao xài bác luôn. Cắt cực kỳ ngọt. Đấy, cắt gà, vịt, thịt, xương, rau củ quả chất chấp hết các loại cho em luôn nhá. Đấy, nói chung là các bác dùng nhà bếp chỉ cần một cái cây kéo này thôi. Đấy, mua ra một cây này về thì dùng thì siêu bền rồi. Một cái sản phẩm nhà bếp nữa đó là lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái khay bánh mì này. Lên mã em sẽ cái khay bánh mì nhá. Cái khay này thì ở bên nước ngoài người ta chuyên dùng để người ta làm bánh mì đây. Đấy thì em ôm lô thành cái lô hàng này rất là xịn luôn. Khay bánh mì rất là đẹp nhá. Con này thì cái phần kích thước của nó sẽ là đi chiều dài của nó là đi vào 25 này, 25, và chiều rộng sẽ là 16-17 nhá. Đấy, 16-17 khá là to đấy. Các bác có thể là dùng làm khay đựng đồ này, hay đựng đồ ướt này, đồ sống, đồ chín với cho em ok luôn. Nó như kiểu một chiếc đĩa. Đấy, nhưng mà nó là dạng đĩa sâu này, các bác đựng rất nhiều đồ, đặc biệt là những cái đồ nước, đồ ướt là các bác để đựng thoải mái, hoặc là các bác đựng đồ khô, rồi là có thể đựng cà phê này, rồi là các kiểu các loại luôn. Đó. Khay này là bên nước ngoài người ta hay dùng để làm khay, để người ta làm cái khay để người ta làm bánh mì nhá. Đây có nhìn phần lại tí hoa này, người ta dập nổi này. Đấy, dập nổi luôn, quá đẹp luôn. Chắc chắn chất lượng lắm, hàng bóng xịn. Hàng bóng mịn xịn luôn, ngon chất lượng, giá thì hạt rẻ lắm. Rồi báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ sản phẩm là cái khay bánh mì. Đấy, khay bánh mì này. Khay bánh mì này thì bữa trước đang bán là đi 30k, hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn, bán lẻ bác là chỉ còn có 25k một khay. 25.000 cho một cái khay bánh mì nhá. Nếu mà các bác muốn mua theo số lượng lớn, mua theo combo 5 chiếc một thì giá sẽ tốt hơn nữa nhá. Năm trước thì bên em đang xả kho bán anh luôn, chỉ còn có 110.000 thôi. Đấy, 110k. Cho 5 cái khay bánh mì này. Đấy, 5 chiếc sẽ là 110k. Còn các bác lấy lẻ một chiếc nha, sẽ là 25k một chiếc này. Đấy. Về các bác có nói chung là con này đa năng, về các bác có thể đựng được rất là nhiều đồ ăn đồ uống các thứ vào đây, các bác đựng này cũng ok luôn. Nhìn nó bày lên nhìn rất là đẹp nha. Và đĩa của nó cũng khá là to đấy, đĩa khá to. 25 nhân với lại 17 cơ mà, đĩa khá là to luôn, đựng được rất là nhiều đồ nhá. Nhìn sang xịn mịn, chất lượng, lịch sự. 25k một chiếc lẻ nhá. Còn nếu mà các bác lấy theo combo 5 chiếc sẽ là 110k. Lên mã em sẽ là sản phẩm là khay bánh mì nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bảng tự xóa các bác mua về cho các cháu như mình học tập và sử dụng này, rất là hay luôn đây. Cái sản phẩm bảng tự xóa rất là thông minh luôn nhá, con này nó có thể là xóa được thì về rất là dễ dùng thôi. Thì về các bác lấy bảng ra, sau đó là lấy bút ra viết vào nhá, và bắt đầu bấm nút cái là tự động sẽ mất luôn. Còn nếu mà các bác chưa thấy nó mất ấy, thì các bác quay ra cái mặt đằng sau này, nó có một cái phần lẫy là các bác đẩy về cho em cái phần mở khóa nhá. Đẩy về cái phần mở khóa là các bác sẽ ấn xóa được nhá. Đây ấn này. Đấy mất này. Đấy các bác viết đây nhá. Ấn cái này, mất ngay. Ấn cái này. Mất luôn. Đó đây. Ấn cái, mất luôn, rất là hay luôn nhá. Và nó có cái phần khe dắt bút này, các bác mua về cho cháu nhà mình tập tô tập vẽ ở đây này. Đấy, tô vẽ vời các kiểu đây cho em luôn. Đấy, viết nháp các thứ đây cũng ok luôn nhá. Dùng xong cái là ấn cái xóa cái mất luôn. Đấy, bảng tự xóa nhá. Nó có chức năng bảng tự xóa rất là hay luôn. Rồi lên mã em sẽ là sản phẩm là cái bảng tự xóa. Bên em đang bán một cái bảng tự xóa này với giá sẽ là đi 40k nhá. Bảng tự xóa này, bảng tự xóa nhá, giá đang bán là 40.000 cho một cái chiếc bảng tự xóa nhá, 40.000 một chiếc nhá. Đó, tự xóa rất là hay, 40k.
Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng cân tiểu ly này, cái này rất là thông minh nhá. Đó, cân tiểu ly. Đó, lên mã em sẽ là cân tiểu ly. Hôm nay em cũng giảm giá xả kho bác luôn. Lên mã em sẽ là cân tiểu ly nhá. Cái này thì dùng rất là dễ thôi, về thì bác mở nắp này ra, xong sau đó là các bác lấy viên pin nó có sẵn trong hộp ấy. Bác lấy pin ra lắp vào là xong. Về các bác cân cái này nó là gì, kiểu dạng cân gam, cân cân đo đong đếm, cân ví dụ như là cân trọng lượng, định lượng các bác nấu ăn, công thức nấu ăn nhỉ, cân bột này, cân mắm muối mì chính cái thứ này. Đấy, rất ok luôn. Đây, nó có cái màn hình hiển thị điện tử như này luôn nhá. Đó, rất là to rõ ràng, đây em sẽ cân cho bác xem nhá. Cái này khi mà các bác cân ấy, nhớ ra là các bác phải để những cái chỗ nào mà nó thật là bằng phẳng thì cân nó mới chuẩn được. Còn các bác mà để những cái chỗ mà nó không bằng phẳng là cân nó không chuẩn đâu. Đấy, nhớ cho em là để những chỗ nào nó cân nó bằng phẳng nhá. Đó. Đây em đang hiện tại đang để là không nhá. Đấy, để không này. Đây em sẽ zoom một gần một chút này để các bác cùng xem này. Đó, đây nhá, em zoom vào nhá. Đó. Đây em thử cân cho bác xem nhá. Đây, cân thử một cái hộp này. Đó, thấy không? Người này nhảy luôn này, 215 gram nhá. Đấy, 215 gram, em bỏ ra nhá. Đấy, về 0 gram này. Đây thì cân thử cái tay nghe này. Đó, 157 gram này. Đấy, 156 gram này. Đấy, rất ok luôn. Đây một cái cây kìm này. Đấy, cây kìm nhá. Đó, đây. 359 gram này, gần 360 gram này. Đó. Nói chung là rất ok nhá. Về các bác cân định lượng, cân tiểu ly. Cân nó có một cái màn hình hiển thị điện tử trên này để các bác có thể là cân một cách là chính xác nhá. Đó, một cách chính xác ok luôn. Giá thì đợt này em cũng đang giảm giá xả kho bác luôn. Lên mã em sẽ là cái cân tiểu ly nhá, cân tiểu ly. Bữa trước cân này đang bán là đi 80.000. Đấy, cân tiểu ly đang bán là 80, hôm nay em cũng xả kho bán anh luôn. Chỉ còn là đi 80k em giảm luôn bác, chỉ còn có 50.000 thôi. 50k nhá. Lên mã em sẽ là cân tiểu ly. 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Đó, cân định lượng. Cân con này nó cân tối đa được là 5 cân nhá. Cân tối đa được là 5 kg. Đó, cân tối đa được là 5 kg. Và cân tối thiểu được là 1 g nhá, cân tối thiểu là 1 g. Và nhớ cho em là các bác cân ấy là phải để những chỗ nào thật là bằng phẳng thì cân nó mới chuẩn được nhá. Còn các bác để những chỗ mà cân là nó nhấp nhô là nó hay bị lệch cân ấy. Nhớ cho em là cân những chỗ nào nó bằng phẳng là cân nó mới chuẩn được nhá. Về lắp pin vào là xài thôi. Dễ xài. Mà nó cái hai của nó là nó có cái màn hình hiển thị điện tử như này nên là cân nó rất là chuẩn. Đó. 50k nha, 50k. Lên mã em sẽ là cân tiểu ly. Đó, cân tiểu ly. Cân tối đa được là 5 kg. Giá đang xả kho bán anh luôn chỉ có 50.000 thôi. 50k một cái. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ viên thả bồn cầu này. Về các bác dùng để các bác thả bồn cầu nhá. Đấy, thả vào bồn cầu có thứ nhà mình cho nó sạch sẽ này, rồi là nó diệt khuẩn, tẩy trắng, khử mùi, nhiều chức năng lắm. Đây. Một hộp này là 12 viên nhá, một hộp là 12 viên thì các bác về cứ thả cho em trực tiếp vào trong bồn cầu hoặc là các bác thả trực tiếp vào trong két nước nhà mình là xong. Đây, nó sẽ là một cái viên nhỏ này. Đấy, thì về đấy các bác cứ bóc ra thả vào là xong. Thả vào là tự động nó sẽ khử mùi này, rồi là nó diệt khuẩn này, rồi là nó làm sạch, làm trắng khu vực bồn cầu nhà mình, làm thông hết tắc cống này. Đấy, rất ok nhá. Một hộp là 12 viên. Giá thì bên em đang gửi bác một cái giá mức giá rất là tốt luôn, nên mà em sẽ là cái viên thả bồn cầu. Thả bồn cầu nhá. Giá đang bán một hộp này là 20k thôi. 20.000 một hộp nhá. 20.000 một hộp. Về các bác dùng để vệ sinh khu vực bồn cầu thì mình sạch sẽ hơn. 20k một hộp nhá. Một hộp là 12 viên dùng ok lắm. Hàng của Nhật. Rất là chất lượng luôn. 20k một hộp nhá. Một hộp 12 viên. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ sơn, cái lọ này là cái lọ sơn kẻ vạch này. Nên em sẽ cái lọ sơn kẻ vạch nhá. Cái lọ này dùng rất là hay, về để các bác phủ những cái phần mạch gạch nhà mình này. Hoặc là những cái chỗ nào mà nó đang lồi lõm mặt tường cái thứ nào các bác mua về các bác chét vào nhá. Đấy, một lọ này là 300g luôn, dùng thoải mái luôn, một lọ đầy luôn đấy, cầm chắc nịch nặng lắm, 300g cơ mà. Giá em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái lọ kẻ vạch này, lọ kẻ vạch nhá. Về các bác dùng để kẻ vạch hoặc các bác chít vào những cái phần khe kẽ mình cũng ok luôn, những cái phần khe kẽ nó bị lõm hoặc nó bị sứt hoặc nó bị hiện tại nó bị nứt ra, các bác về các bác phủ kín nó vào. Và đi kèm nó một cái phần cái nắp phun này nữa này. Giá một lọ này với giá là 50k nhá, 50k. Lên mã em sẽ cái lọ kẻ vạch 5.000 một lọ nhá, 5.000 lọ đây. Các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm này, dùng thích lắm. Đây, cái này là đây các bác ơi, đó. Về các bác dùng để kẻ vạch, kẻ viết cho em rất ok nhá. Đó, đây. Các bác dùng để vét những cái phần mạch nhà mình nha. Đấy, vét những phần mạch nhà mình nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Ngoài chức năng là vét mạch thì mình có thể là các bác có thể là sử dụng ví dụ như là mình vét những phần mạch sâu, mạch thừa ở những cái chỗ nào nó bị nứt nhiếc các thứ nào, các bác dùng để các bác vét nhá. Đấy, đây không, đây người ta vét này, anh vét này, đó, xịn chất lượng luôn, nói chung là dùng hay lắm. Đó, đây các bác nhìn nhá. Đấy, đấy, thấy không,
mét nó vét phát nó đầy mạch luôn mà nhìn nó đẹp luôn đấy. Các bác cứ để khô thì sẽ khô theo đúng như ở dạng xi măng nhá. Đó, lọ kẻ vạch nhá, lọ kẻ vạch giá đang bán một cái lọ kẻ vạch này với giá là 50.000 một lọ nhá, 50.000 lọ tặng kèm luôn các bác là một cái đầu nữa để về các bác lắp vào là dùng. Đó, lọ kẻ vạch 50k cho một cái lọ kẻ vạch nữa nhá, 50.000 lọ dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, bác cùng xem này. Đấy, sân nhà nè cũ kỹ trở nên trắng hơn. Đấy, rất ok nhá. Đấy, có dùng để các bác phủ những cái phần mạch ở nhà mình. Đấy, sạch sẽ ngon này luôn nhá. Đấy, thấy không? Quá ok luôn. Đẹp chất lượng lắm. Đấy, thấy không? Quá hay nhá. Đó, phủ hết những cái phần mạch ở nhà mình này, mạch gạch này. Nó bị bẩn lâu ngày nó bong, và thứ hai là nó mình phủ lên cho nó kín nó đẹp này. 50k một lọ này nhá. 5.000 một cái lọ này. Đó, 50k một lọ này nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt gà của cái cây đèn độ đầu cảm biến này, lên mã em sẽ cái cây đèn độ đầu cảm biến nhá. Cái cây này dùng rất là hay. Đấy, các bác mua về để làm đèn soi thứ này. Nó là cái cây đèn để độ đầu nên là dùng rất là tiện. Đôi khi các bác cầm tay nữa bất tiện thì mình có thể dùng mình độ lên đầu. Đó thì hai tay mình vẫn có thể hoạt động làm việc được nhá. Đây, chuyên cho bác độ đầu. Phần dây co giãn 4 chiều rất ok. Đó. Và có thể bẻ này. Đấy, bẻ góc các kiểu luôn, rất ok luôn. Đó, nút bấm này, bật tắt này, rất là tiện dụng luôn nhá. Chế độ wifi này, vẫy tay cảm biến này. Con này chức năng rất là hay là nó có cái phần wifi nhá. Các bác bật cái phần nút wifi lên thì nó sẽ có phần cảm biến, vẫy tay cái đèn nó sáng này, vẫy cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng này, tắt này, sáng này, tắt này, sáng này, tắt này. Đấy là cái chế độ cảm biến nhá. Còn cái chế độ sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này, ba chế độ sáng cơ bản này, sáng 1, sáng 2, sáng 3 nhá. Rất là hay luôn. Và cái chế độ là cái chế độ chỉnh pha này, các bác nhìn này, nó có phần chỉnh pha rộng ra này, chỉnh pha hẹp vào này, đấy, chỉnh pha hẹp vào rộng ra nhá, đấy, chỉnh pha rộng ra, chỉnh pha hẹp vào cho em, rất ok luôn, đó, chỉnh pha rộng ra này, rất là ngon này luôn nhá, hẹp vào này, quá hay luôn, đó, chỉnh pha các kiểu luôn nhá, rồi dây đeo các kiểu cho em luôn, tiện cực kỳ, con này nói chung là ngon lắm, dùng thích lắm, sáng cực kỳ luôn, hàng bao dùng bao sáng luôn và nó còn có cả chức năng cảm biến rồi là cả cái phần báo vạch pin luôn này, báo vạch pin xem nó còn bao nhiêu phần trăm pin nhá. Rồi là cái phần lỗ cắm sạc này, đây có nhìn này, lỗ cắm sạc này. Đây là lỗ cắm sạc nhỏ, còn một cái lỗ cắm to là các bác có thể là sạc cho điện thoại nhá, như kiểu là một cục sạc dự phòng ấy. Điện thoại hết pin là các bác có thể cắm vào đây để các bác sạc cho điện thoại luôn. Đó, như kiểu một cục sạc dự phòng luôn, rất là hay, thiết kế cực kỳ thông minh. Nói chung là con này tiện dùng ok mà giá hạt rẻ lắm, có phần cảm biến vẫy tay mà tự động luôn nhá, 140.000 nhá. Lên mã em sẽ cái con là đèn pin độ đầu cảm biến nhá. Lên mã em sẽ là đèn pin độ đầu này. Đèn pin độ đầu cảm biến luôn. Đấy, con này là cảm biến nhá. Giá đang bán là 140.000 chiếc con nhá. 140k cho một cái đèn pin độ đầu cảm biến này, 140.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo em cũng lên luôn cho bác bạn hàng đó cái cây kéo gà của Đức này. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà của Đức nhá. Hàng của thương hiệu Wiling Made in Germany. Đấy, con này nó có phần khóa hãm này. Đấy, khóa hãm luôn. Phần lò xo trợ lực đẩy rất là êm tay, rồi là phần lưỡi cưa để các bác đánh vẩy cá này, rất là xịn luôn nhá. Đó. Về các bác dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương. Đấy, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho ok. Kéo cắt gà của Đức nhá. Con này giá rẻ lắm. Bên em đang bán cái cây này với giá này chỉ có 90.000 đúng không chưa? 90k. Lên mã em sẽ là cái cây kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức đang bán một cây này với giá là 90.000 một cây này. 90k một cây. Kéo gà Đức 90.000 một cây nhá. Cắt gà vịt thịt xương cắt ok luôn. Đấy, cắt rau củ quả rất tiện dụng nhá, có cả phần khóa hãm luôn. Con này cắt cực kỳ ngọt, cắt ngọt lắm. Đây. Các bác nghe tiếng kéo thấy nó chất rồi này. Đấy, cắt phát nào là ra phát đấy luôn. Và cái lực kéo nó bóp rất là nó có lực nhá, vì nó có phần trợ lực mà. Bóp nó rất là khỏe mà cắt rất ngọt luôn. Và gà vịt thịt xương cắt các kiểu loại rau củ quả luôn nhá. 90.000 một cây nhá, giá hạt rẻ. Hàng của Đức nhá, Made in Germany này, logo thương hiệu Wiling này. Đó. 90.000 một cây, kéo gà của Đức nhá. Sản phẩm tiếp theo lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cuộn dây phơi đồ này. Đấy, cuộn dây phơi đồ nhé, báo giá luôn, bên em đang bán cái cuộn dây phơi đồ này với giá sẽ là đi 15k một cuộn nhá, 15k một cuộn. Lên mã cho là dây phơi. Đấy, dây phơi nhá, một cuộn này là 5m này, một cuộn là 5m đó, 15k một cuộn, dùng rất là hay luôn. Đấy, về các bác dùng để phơi đồ, phơi các thứ đồ quần áo chăn chiếu cho mình nhá. Đôi khi các bác dùng những cái dây kia thứ bất tiện, các bác chuyển sang dùng cái dây này. Đấy, rất là chắc luôn, nó có cả phần móc quạc này luôn. Và con này thì nó thiết kế theo là dạng sợi cước nó bện vào, nhiều sợi cước bện vào. Con này thì các bác yên tâm là chịu nắng chịu mưa thoải mái. Cái này em đang dùng, cái đợt mùa em đang dùng còn là mấy tháng nay rồi, nhưng em vẫn để ngoài nắng ngoài mưa thì em thoải mái, nó còn bạc dây luôn nhưng mà dây vẫn rất là chắc nhá.
phơi bao dùng bao sáng luôn. Đấy, không có mục miếc ở đâu. Vì nó là sợi cước mà nên nó chịu được nhiệt độ cũng như là nắng mưa thoải mái cho em luôn nhá. Một quận này là 5m với giá đang bán là 15k một quận nhá. 15k một quận đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, các bác có thể móc ra nhiều vị trí khác nhau, cây này rồi là ban công rồi là những cái chỗ nào mà các bác móc được thì các bác móc vào. Đấy, và có thể là mình có thể là thu gọn lại sau mỗi cái lần mình phơi. Và lúc nào cần thì các bác lại phơi ra, các bác móc ra là xong, rất là tiện dụng nhá. Phơi đồ phơi đặc cũng thoải mái. Và cái con này rất là hay là nó có phần móc đeo này. Đấy, là các bác có thể quặc vào mà không lo quần áo nó bị bay hay như nào cả, rất ok luôn. 15k một quận nhé, lên mã cho là dây phơi, một quận này dài 5m nhé, 15k một quận này. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kéo văn phòng này. Cái này thì chuyên để các bác dùng cho công việc văn phòng, cắt giấy tờ rồi là cắt giấy bóng rồi là các kiểu các loại này, rồi là thậm chí các bác có thể dùng nhà bếp, đây là tùy nhu cầu về các bác dùng thôi. Còn con này là chuyên dùng để cho văn phòng các nhá. Hàng của thương hiệu Asaka Japan, kéo thì cực kỳ sắc bén luôn, đây em sẽ lấy bác xem một chiếc này. Đấy, thân kéo khá là dài, cái đường lưỡi cả thân kéo của nó dài là đi khoảng tầm là cả thân cả cán dài khoảng tầm 24 cm nhá, 24 cm. Kéo sắc bén ngọt ngào lắm, con này thì cắt bao ngọt bao dùng bác luôn đây nhá. Đây ở đây em có một cái sợi dây bóng mềm này, bình thường là những cái dây bóng mềm này, những con kéo sắc mà không cắt được là nó sẽ bị nhai kéo ngay, như con này các bạn nhìn nhá, cắt này kinh khủng khiếp luôn, sắc dã man các bạn, sắc lắm đó. Mà giá thì hạt rẻ lắm, bên em đang xả kho bán ngay bác luôn. Giá một cái cây kéo này nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo kéo văn phòng nhá, kéo văn phòng. Đấy, kéo văn phòng hàng của Asaka Japan. Giá của nó thì đang xả kho rất là tốt luôn, chỉ có 30.000. Lên mã em sẽ là kéo văn phòng này. Đấy, kéo văn phòng 30.000 một cây nhá, 30k một cây. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, vừa cắt test bác xem rồi, rất là ngọt ngào luôn. Đây có phần chữ dập nổ trên thân này. Đấy, Asaka Japan. 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc kéo văn phòng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây thước laser này. Hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn cái sản phẩm này nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là thước đo có cả laser luôn, có cả tia laser luôn nhá. Thước laser, em báo giá bác luôn. Thước laser này. Thước laser này với giá bữa trước đang bán là 150k, hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 90.000 thôi nhá, 90k. Đó, thước laser xả kho bán nhanh luôn, 90.000 một cây. Đây, một con sản phẩm rất là chất lượng luôn đấy. Và khi mà các bác mua thước thì sẽ có tặng kèm luôn cho bác là cả pin luôn nhá. Đây, sẽ có tặng kèm cho bác là 3 viên pin bên dưới. Còn đây là thước chính nhá. Con này thì cực kỳ đa năng nhá, nó có cả cái phần đánh thủy luôn này. Đấy, đánh thủy nước là các bác có thể là đánh thăng bằng theo cái thủy nước này. À, một đường chéo này, một đường ngang này, một đường dọc này, quá ok luôn. Con này dùng đa năng. Rồi là có cả cái phần thước kéo nhá, thước kéo. Đấy, thước kéo để các bác đo. Đây thước kéo các bác đo này. Và một cái hai nữa là nó có cái tia laser nhá. Tia laser thì các bác muốn dùng thì về các bác rút cho em cái xeo pin này ra, rút ra. Rút ra. Đấy, sau đó các bác bật lên. Đấy thì nó sẽ lên tia laser nhá. Đấy sẽ lên tia laser này. Tia laser rất là sáng luôn nhá. Nó có dấu cộng này rồi là đường dọc này, đường dọc này, đường ngang này. Đấy, bằng thao tác là các bác đẩy những cái đẩy cái phần khớp này lên. Đó, nó có 3 cấp này. Đấy, 3 cấp thì các bác đẩy cái phần khớp này lên nhá. Kiểu cộng này, kiểu ngang, kiểu trừ này. Đấy thì tùy nhu cầu. Con này soi rất là xa và soi rất là sáng luôn này. Đây các bác nhìn nhá, em soi này. Đây các bác nhìn này. Đó, đây là tia dọc nhá. Còn đây là tia cộng này. Đấy, tia cộng này rồi là tia ngang có luôn này. Đây để em đẩy này, tia ngang này. Đây tia ngang. Đó, có ok luôn nhá. Đây, dọc này, cộng này. Quá ok luôn. Nói chung là rất ok cho mấy con sản phẩm này. Con này thì rất là sáng luôn đấy. Cái tia nó rất là sáng, cái này là em đang để vào trong cái trời nó tối thôi, chứ còn soi nó chiếu rất là xa này, các nhìn này. Đấy, chiếu rất là xa và cực kỳ sáng luôn nhá. Đấy, các bác dùng để đánh thăng bằng này. Rồi là căn keo góc rất ok và có cả cái phần đánh thủy nước luôn nhá. Để các bác đánh theo chiều ngang, chiều chéo, chiều dọc luôn này. Thước đo ở phần đây luôn nhá. Đó, và có tặng kèm cho là pin. Muốn thay pin thì các bác tháo nhau nó này ra là xong. Và đây là công tắc bật tia laser. Đó, các bác dùng các bật lên, không dùng có thể tắt đi, tùy nhu cầu. Thước cầm chắc chắn lắm, chất lượng lắm. Đang xả kho bán anh luôn, giá chỉ có 90.000 thôi. Lên mã em sẽ là thước laser nhá, xả kho bán anh luôn. 90.000 một cây nhá, 90.000 một cây này. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ cà lê vặn ống nước này. Lên mã em sẽ là cái bộ cà lê vặn ống nước nhá. Cái bộ này rất là hay. Đó, bộ này thì về để chuyên cho các bác vặn những cái con ống nước ở dưới gầm. Đó, bình thường là thì các bác không thể dùng những cái cà lê các bác móc vào các bác vặn được, thì các bác chỉ có dùng những cái dụng cụ này thôi. Đó, nó còn đi kèm là những cái đầu vặn này, đầu vặn. Toàn bộ của nó là chất liệu là nhựa ABS cao cấp nhá, cứng cáp dày dẫn lắm. Và đây là một cái thân này. Đấy, một cái thân. Đấy, bình thường là các bác có một cái dây nước các bác cặp vào đây, sau đó các bác dùng thì các bác xoáy này. Đấy, dùng các bác xoáy nó có cả một cái livo đánh thăng bằng này.
những cái phụ kiện các thứ đi kèm nhá, ốc vít các thứ đi kèm đầy đủ, và những cái phần thanh này thì các bác có thể là thay đầu bằng cách các bác rút này ra, các bác lắp nó vào, khớp nó vào nhá, để các bác có thể xoáy những con ốc to hơn, đấy là tùy nhu cầu. Con này thì nó sẽ có xoáy các cỡ là ống 21, ống 27 các thứ, là nói chung là những cái ống phổ thông, ống ở dưới chậu rửa mặt này, rồi là ở bồn rửa bát các thứ này, đây này, những con ốc các bác dưới gầm này, đấy các bác dùng thì các bác vặn vào, con này dùng rất ok luôn, dùng hay lắm. Giá thì hạt rẻ lắm, rồi em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái cây cà lê vặn ống này, cà lê vặn ống. Giá của nó sẽ là 100.000 một chiếc nhá, 100k cho một cái cà lê vặn ống nha, 100.000 một cây. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Dùng hai cái kim đấy, bình thường là những cái ốc ở trong gầm là các bác không thể dùng được nhá. Đấy, nhưng các bác lách cái con này vào, các bác dùng với các bác vặn này, rất ok luôn. Đó, thấy không? Các bác chỉ việc lách vào các vặn, đấy, xoáy ra xoáy vào quá ok cho em luôn đây nhá. Chắc chắn anh em thợ điện nước nào cũng đã từng phải nằm ra sàn nhà, chui vào gầm chậu như thế này để mở ốc chân vòi chân chậu. Làm sao cố gắng vặn cho nó chặt cái ốc cóc ống nước cấp mệt sức, mà nhiều khi cái vòi láo hơn cứ lỏng lẻo như thế này. Đây đây, việc gì khó đã có công cụ các bác à. Tốn công chân vòi ốc xây cấp dưới gầm chậu cờ lê ống là một loại dụng cụ chuyên dùng để vặn ốc gầm bàn chặt hẹp, sản phẩm bằng nhựa cao cấp rất cứng nha các bác. Nó có thể vặn được tới 6 cỡ ốc chân vòi chậu khác nhau. Cờ lê ống bên em còn đi kèm theo một loại dụng cụ đặc biệt để vặn dây cấp gáy, dây cấp cũng một cách dễ dàng mà giá vài chục nghìn. Đó, thực tế về sản phẩm nha, dùng rất ok luôn. Chắc chắn anh em thợ điện nước bác nào cũng đã từng phải nằm ra sàn nhà, chui vào gầm chậu như thế này. Làm sao cố gắng vặn cho nó chặt cái ốc cọc cấp, ốc chân vòi chậu. Tốn công mệt sức mà nhiều khi cái vòi nó vẫn cứ lỏng lẻo như thế này đây. Việc gì khó đã có công cụ các bác ạ. Cờ lê ống là một loại dụng cụ chuyên dụng để vặn ốc chân vòi, ốc dây cấp dưới gầm chậu, gầm bàn chặt hẹp. Nó có thể vặn được tới 6 cỡ ốc chân vòi chậu khác nhau. Sản phẩm bằng nhựa cao cấp nó vẫn rất cứng khỏe nha các bác. Cờ lê ống bên em còn đi kèm theo một loại dụng cụ đặc biệt để vặn. Đấy, đây là thực tế về sản phẩm nhá. Nó còn có đi kèm cả một cái dụng cụ vặn lấy cái con đầu dây gãy ra này. Đây là lấy cái đầu dây gãy nhá. Nó có một cái dụng cụ này nữa rất hay đi kèm bên trong nữa này. Đây. Đó, để các bác sử dụng, các bác xoáy nhá, rất ok luôn. Nói chung là full combo bộ sản phẩm đầy đủ bên trong. Giá sẽ là 100.000 cho một bộ này các nhá. 100.000 đây một bộ nha. Là 100k này. Lên mã em sẽ là cái cây cà lê vặn ống nhá. Đấy, cà lê vặn ống nước giá 100.000. Đấy các bác vặn những cái ống nước ở dưới gầm chậu các thứ à. Những cái chỗ vị trí khó các bác không thể vặn bằng cà lê được, các bác chỉ việc dùng cái này thôi là các bác vặn vào rất ok luôn. 100.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là một cái cây kìm cộng lực mini. Cây này để chuyên với bác cắt dây thép, dây thủng là rất ok này. Cắt dòng dây thép vừa vừa. Hàng của Japan các bác nhá, hàng của Japan, rất là xịn luôn. Con này để chuyên với bác cắt dây thép, dạng dây thép to to nhỡ nhỡ nhá. Bình thường là những cái con dây thép dạng to to nhỡ nhỡ là những con kìm kia rất là khó, nhưng con này là rất ok luôn vì nó là dòng kìm cộng lực mini mà. Nó là một cái mẫu kìm từ cái kìm cộng lực to các bác hay cắt những dạng thép 10, thép 8 ấy. Nhưng con này nó là dạng thu nhỏ vào. Đấy, thu nhỏ vào thì nó sẽ thành cái cây kìm cộng lực nha. Đấy, để các bác cắt những dạng dây thép nhỡ nhỡ. Đó, dây thép phi, dây thép đàn là thứ giờ các bác dùng được, các bác cắt rất ok luôn. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà chuyên về các dạng công trình hoặc là chiến dây thép các thứ, các bác chiến con này cho em. Nhỏ gọn tiện lợi nhá. Nó dài khoảng tầm 20 cm thôi. Rất là nhỏ gọn nhá, nhưng mà nhỏ thôi nhưng mà có vỏ, cắt khỏe cực kỳ luôn. Cắt mẹ nó bấm phát một ạ. Cắt sắc lắm, ngọt lắm. Giá thì hợp lý, bên em đang gửi bác một cái cây kìm cộng lực mini này với giá là 100.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ là cái cây kìm cộng lực mini nhá. Đấy, kìm cộng lực mini này. Đấy, kìm cộng lực mini. Giá sẽ là đi 100.000 một cây nhá, 100k. Cho một cái cây kìm cộng lực mini này, 100.000 một cây. Đấy, về các bác chuyên để các bác cắt dây thép, dây đồ các thứ cho 100k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây súng mồi lửa này. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá. Đấy, súng mồi lửa về các bác dùng để mồi lửa này, sử dụng trong rất là nhiều việc, ví dụ như là các bác dùng để mồi lửa này, rồi là mồi bếp này, rồi là thắp nến này, rồi là dùng ví dụ như là gầy bếp các thứ à. Nói chung là sử dụng đa năng trong nhiều việc lắm. Con này thì trước khi về dùng thì các bác đẩy cho em về cái nút mở khóa này, đẩy về nút mở khóa, sau đó các bác chỉnh ga này. Đấy, cho nó ga nó lên, bắt đầu là các bác bấm này. Đấy là sẽ gửi lên. Các bác chỉ việc giữ thôi, giữ lên lúc nào mà các bác đốt xong là các bác thả tay cái là tự động là sẽ ngắt ga, còn bóp cái là sẽ ra ga, có thế thôi. Đó, rất tiện dụng nhá. Và rất là hay luôn. Và con này nó có sẵn ga trong này rồi, nếu mà về hết ga thì các bác có thể bơm. Ở đây nó có một cái lỗ bơm ga này. Đấy, có cả lỗ bơm ga luôn nhá. Sản phẩm này thì nó rất là to, cầm nó dễ cầm, mà thứ hai là đặc biệt là các bác người già, đôi khi các bác dùng những cái máy lửa, đôi khi ví dụ mình có bị rơi hoặc bị vứt linh tinh là rất là khó tìm nhé. Nhưng con này nó to tát dễ tìm này, mà thứ hai là các bác để trên bàn thờ các thứ, giờ mình có thắp hương thắp nến cũng rất là tiện, chỉ việc bấm cái là ra ngay.
rất là tiện luôn. Đấy, bình thường ví dụ như cái máy lửa tay ướt các bác cũng không thể bật được, nhưng con này bật hết luôn, tay ướt cũng chiến được luôn. Đấy, ra lửa rất là đều mà rất là nhạy nhá, cứ bấm cái là ra ngay. Đấy, bấm cái là ra ngay, rất tiện dụng nhá. Rồi em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái súng mồi lửa nhá. Súng mồi lửa bên em đang bán một cái cây súng mồi lửa này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k. Đấy, 30k này, súng mồi lửa này. Đó, súng mồi lửa 30.000 một cây thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì một cái sản phẩm rất hay, đó là chuyên về dùng cho bác hay đi du lịch, đi công tác, đi chơi này, mà các bác hay phải ở khách sạn nhà nghỉ này. Đôi khi các bác dùng những cái khăn ở khách sạn nhà nghỉ nó rất là sợ, vì ở đấy không biết là người ta làm gì với khăn đấy, giặt thì không biết là có giặt hay không, đôi khi là người ta cứ lau lia những cái đồ linh tinh vào hoặc là dùng chung. Đấy, nên là rất là ghê nhá. Thì các bác mua ngay cho em cái bộ khăn nén du lịch này về. Đấy, một chiếc này thì em đang bán với giá là 20k nhá. Lên mã em sẽ là khăn nén này. Đấy, khăn nén để chuyên bác mang đi du lịch công tác này. Giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20k một chiếc. Nó nhỏ gọn thôi. Thì khi mà mua về thì sản phẩm ấy đã được ép đúc sẵn rồi nhá. Nó được ép nhỏ gọn được như này. Đấy, đúng như một chiếc bánh nha. Đấy, rất là nhỏ gọn nhá. Và khi mà các bác muốn nó nở ra thì các bác ngâm cái trực tiếp vào nước cho em là nó sẽ hút nước và nó sẽ tự động nó sẽ bung ra, nở ra, nó tung ra. Nó tung ra thì kích thước của nó sẽ là thành 1m4 x 70, là thành một chiếc khăn tắm để các bác dùng thoải mái luôn, lau mặt, lau người, tắm rửa thứ cho em thoải mái luôn, sạch sẽ, an toàn. Đấy, không chung đụng và riêng tư luôn nhá. 20k một chiếc nhá. Đấy, các bác nên mua, nói chung là sản phẩm này các bác nên mua để các bác mang đi du lịch, đi công tác, đi chơi, hoặc là các bác sử dụng ở nhà cũng được. Mình lau đồ, lau đạc, lau người ngậm sử dụng ở nhà cũng rất ok, chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm review này, dùng rất ok luôn đấy. Đây, lau mặt trong, mặt ngoài bồn cầu và cả vùng chứa chất thải bồn cầu. Khăn tắm cũng trở thành công cụ lau sàn nhà vệ sinh bất kỳ lúc nào. Xem video đã hái rồi, mọi người kéo xuống phần bình luận đọc còn kinh khủng hơn. Rất nhiều anh chị em làm nhân viên nhà nghỉ khách sạn cao cấp đã xác nhận việc này có xảy ra. Vậy thì chúng ta cần làm gì để bảo vệ mình không bị lây nhiễm những cái bệnh xã hội khi mà mùa du lịch sắp tới rồi? Giải pháp đây anh chị em ơi, một chiếc khăn nén du lịch nhỏ như chiếc bánh chocopie, khi gặp nước nó sẽ nở ra với kích thước là 70 x 140 cm, dùng để lau tóc, lau người, lau chân, lau tay, lau mặt, thấm hút khá là tốt, mùi thơm dễ chịu mà an toàn tuyệt đối. Chứ dùng chung khăn tắm với cả trăm cả nghìn người khác thì tỷ lệ ăn đòn cao lắm anh em ạ. Khăn dùng xong các bạn vẫn có thể tái sử dụng được, giặt sạch phơi khô dùng thêm một tuần nữa vẫn ngon. Sau đó có thể tận dụng thêm để lau bàn, lau ghế, lau kính, lau chân vẫn rất là tốt. Kích thước rất nhỏ nhẹ, anh em đi chơi thủ 1-2 cái vào trong túi để dùng dần nhá. Tổng kết, chỉ với 20.000 thôi anh em đã mua được cái sự an toàn cho bản thân và gia đình khi mà đi du lịch, nhà nghỉ, khách sạn, mà lại có thể tái sử dụng được nhiều lần, nhỏ nhẹ vô cùng tiện lợi. Múc thôi anh em. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, khăn nén du lịch 20.000 một chiếc nhá, rất là tiện lợi luôn. Ở Việt các bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác hay phải ở nhà nghỉ khách sạn nhá, dùng ok lắm. 20k một chiếc khăn nén nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn USB này. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn USB nhá. Em báo giá luôn, cái đèn USB này với giá đang bán là chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một cái cây đèn USB như này. Cái cây đèn USB này rất là thông minh này. Đấy. Là khi mà sử dụng là các bác chỉ việc cắm mà trực tiếp vào cái nguồn điện là chỉ có nguồn 5V thôi là nó vẫn có thể xài được nhá. Các bác có thể cắm vào máy vi tính này, cắm vào cục sạc dự phòng này, cắm vào sạc điện thoại này để các bác thắp sáng cho cái đèn này. Đây, ở đây em đang có một cái đèn pin nhá. Đấy, bật lên xong còn pin, vẫn còn pin nhá các bác nhá, vẫn còn pin này. Đây, em sẽ cắm vào cái nguồn, nó có một cái cổng USB này, cổng nguồn DC 5V này, em cắm ở đây nhá. Đấy, đấy, bắt đầu nhá, đèn nó sẽ sáng lên này, có thấy không? Các bác dùng để làm việc này, dùng ví dụ như là mình làm việc ở ngoài trời không có điện đóm này thì các bác có thể cắm vào cái cục sạc dự phòng để các bác thắp sáng để các bác làm việc, học tập này, hoặc là các bác đang đi công tác này, hoặc là các bác cắm vào máy tính để mình cần một cái ánh sáng vừa đủ để mình làm việc thôi, không cần phải là quá sáng hoặc là nó quá là to tát cồng kềnh. Thì các bác mua cho em ngay cái con này về, nó nhỏ gọn lắm, nó chỉ có như này thôi. Và cái hay nó là nó có bẻ các hướng các kiểu luôn. Đấy, cái phần dây lò xo này nó có thể bẻ các hướng các kiểu, và cái ánh sáng của nó ánh sáng màu vàng, ánh sáng trung tính, nên là khi mà các bác sử dụng cái đèn này nó không bị mỏi mắt quá, nó không bị mỏi mắt. Đó, rất là nhỏ gọn nhá, tiện lợi, có thể là gấp gọn vào bỏ trong ba lô mang đi công tác, đi chơi này, sử dụng trong rất là nhiều việc luôn nhá. Đó, công suất hình như công suất của nó là đi 5W các bạn, công suất 5W. Đấy, vừa đủ để các bác dùng làm việc, học tập nhá. Sử dụng cho em là nguồn điện 5V. Đấy, với giá sẽ là 30k nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là đèn USB. Đấy, đèn USB này. 30k một chiếc nhá, 30k một chiếc. Sản phẩm tai nghe của AirPods Pro, hàng mới shop tiếp tục về phụ bác nha. Lên mã em sẽ là tai nghe AirPods Pro nhá, hàng vẫn nguyên siêu này. Đây em sẽ đập hộp cho bác xem một quả luôn nhá. Hàng rất chất luôn đấy, hàng này hàng đến từ thị trường Made in Japan. Đây, đó, hàng của Nhật nhá. Made in Japan, thấy không? Made in Japan này, hàng
sản xuất tại Nhật Bản, rất là chất lượng luôn. Con này thì nghe cực kỳ chất, cái này thì em bán siêu nhiều rồi, hàng quá chất lượng luôn. Con này thì bát căng chét sâu, nghe cực kỳ chất đó. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, các bác nghe thử cho em đảm bảo là các bác nghiện luôn. Nghe này các bác nghiện luôn, nghe thích cực kỳ. Đó, đây con sản phẩm tai nghe này đó. Mặt sau này Made in Japan nhá, có phần chữ dập chìm luôn trên thân của sản phẩm nhá. Còn đây là tai nghe, bên trong hộp thì sẽ gồm có phụ kiện là dây cáp sạc này. Đây là cái dây cáp sạc để các bác sạc cho cái tai nghe này. Đây là cái chân sạc nó này, và đi kèm là những cái phần tai, cái phần bịt tai để các bác có thể thay thế nhá. Rồi là sách hướng dẫn sử dụng này, đầy đủ luôn đó, đầy đủ trong hộp luôn nhá. Và đây em sẽ test bác xem về sản phẩm nhá. Con này thì kết nối rất là nhanh, đặc biệt là với máy iPhone được bác kết nối rất là nhanh, vì nó là chuyên dùng cho máy iPhone mà. Các bác kết nối rất nhanh, iPhone được bác chỉ việc là mở máy này, bác đợi chút thì bắt đầu nó sẽ hiện lên luôn. Đó, nó sẽ hiện lên luôn nhá. Đấy, đây không, nó hiện lên luôn này, kết nối này. Các bác chỉ ấn kết nối, sau đó là các bác giữ cái nút nguồn ở mặt sau. Đây đây, em đang quay với lại máy iPhone nhá, quay với lại máy iPhone. Còn nếu mà những cái máy Android là các bác chỉ việc vào cái phần Bluetooth đấy, thì các bác sẽ kết nối với lại cái con tai nghe này. Tên tai nghe của nó sẽ là AirPods Pro 2 các nhá. À đây, AirPods Pro các bạn. Tên của nó sẽ là AirPods Pro này. Đấy, tên sản phẩm, tên thiết bị này của nó là AirPods Pro. Thì các bác cứ vào tìm cho em là AirPods Pro đây này. Đây em đang kết nối này. Đấy, AirPods Pro nhá. Thì các bác cứ tìm vào và bắt đầu các bác kết nối với Bluetooth. Sản phẩm máy rất là thông minh, nó là dòng tai nghe không dây. Đấy, nó còn báo cả phần trăm pin của tai nghe cũng như là phần trăm pin của đốc sạc luôn nhá. Báo đầy đủ luôn. Đó thì các bác ấn vào kết nối và các bác nghe thử thôi. Con này thì các bác rất là dễ dùng, các bác lấy ở tay bên nào nhá. Ví dụ các bác đang lấy ở tay bên phải thì các bác đeo vào tay bên phải cho em. Lấy ở tay bên trái nhá thì các bác đeo vào tay bên trái nhá. Lấy ở tay nào thì đeo vào tay đấy. Đó. Thì nó mới khớp vào được, còn nếu các bác đeo sai tay là không đeo vào đâu. Phải đeo đúng tay thôi nhá, đeo đúng tay. Và nó hay của nó là nó kết nối không dây. Đấy, kết nối không dây, không cần dây dợ gì lằng nhằng. Và nghe cực kỳ hay luôn, nghe trong vắt luôn. Đấy, nghe nhạc sàn này, nghe nhạc vàng, nhạc bolero, các kiểu, các loại nhạc, thể loại nhạc luôn nhá, cân hết được luôn. Con này thì nghe bao phê, nghe bao hay luôn. Không hay không lấy tiền, các bác yên tâm đi, không hay không lấy tiền, vì bên em đang bán quá nhiều về sản phẩm này rồi. Đó, rồi em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái tai nghe AirPods Pro, tai nghe không dây. Đấy, kết nối Bluetooth nhá. Tên của nó sẽ là AirPods Pro. Giá của nó hiện tại bên em đang xả kho bán nhanh luôn. Giá bữa trước đang bán là 200, hôm nay em xả kho bán nhanh luôn. Giá chỉ còn là 170k bộ nhá. Đấy, tai nghe không dây, tai nghe AP. Đấy, tai nghe không dây AirPods Pro. Không dây kết nối Bluetooth nhá. 170.000 một bộ này có nhá. Hàng của Nhật. Made in Japan. Đấy, Made in Japan. 170.000 một bộ nhá. 170.000 bộ, dùng rất là chất luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đuôi đèn điều khiển từ xa này. Cái này cũng dùng rất là thông minh nhá. Đuôi đèn điều khiển từ xa. Đây. Các bác mua cái này về các bác lắp đặt để các bác điều khiển cái đuôi của nhà mình. Đấy, điều khiển từ xa luôn. Thì thiết bị này sẽ bao gồm là một cái đuôi đi kèm là một cái tay điều khiển nhá. Thì cái điều khiển này về các bác lắp pin vào nhá. Về các bác mở cái nắp ra lắp pin vào cho em, sau đó các bác điều khiển thôi. Đấy, bấm cho em. Con này khoảng cách điều khiển khoảng tầm từ 20 cho đến 25 mét nhá. Đấy, từ trên nhà thì biết là ok. Và có phần đuôi như này. Đấy, về các bác lắp trực tiếp vào cái đuôi nhà mình. Sau đó là cái đuôi còn lại các bác lắp bóng vào, sau đó các bác bấm điều khiển có thế thôi. Đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và dùng rất là hay luôn. Báo giá các luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển từ xa nhá. Giá em đang bán một cái chiếc đuôi đèn điều khiển từ xa này với giá là đi 80k một chiếc này. Đấy, đuôi đèn điều khiển từ xa. Đuôi đèn điều khiển từ xa nhá. Giá sẽ là đi 80.000, 80k nhá. 80k đây em sẽ test cho bác xem này. Đây bây giờ cái này anh em cũng đang dùng đây. Đấy, anh em đang dùng thực tế đây, dùng rất hay nhá. Đây. Các bác bấm này, tắt này. Bấm này bật này, bấm này tắt này, bấm này bật này. Cái con này nó còn hay nữa là nó có cái chức năng hiện giờ này, 15 phút này. Thì khi mà có bật thì sau 15 phút nó sẽ được tắt này. 30 phút này, 60 phút này. Đấy, thì các bác cứ dùng cái nút nào bấm nút đấy, còn đây là cái nút bật tắt bình thường. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đây em đang lắp cái bóng đèn 8 cánh em, công suất là 200W này, tải thoải mái luôn nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Cái này là cố định, còn các bác có thể cầm ra, các bác di chuyển mọi chỗ mọi nơi các bác điều khiển nhá. Tiếp theo băng keo điện thì bên em vẫn còn hàng này phụ vụ nhá. Lên mã em ra là băng keo điện này. Hàng này thì dùng cho các bác thợ thuyền này. Anh em mà dùng thợ thuyền này, dùng sản phẩm này dùng rất là giá là hạt rẻ mà nó kinh tế này, dùng giá là hợp lý. Bên em đang bán lẻ theo cuộn, bán theo ký nhá. Đấy, nếu các bác có nhu cầu mua nhiều mua theo ký thì bên em đang bán lẻ 1 ký 1kg băng keo thì giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy. Còn nếu các bác lấy lẻ một cuộn thì giá sẽ là 10k nhá. Bác nào dùng ít thì lấy một cuộn thì giá sẽ là 10k, lẻ là 10k một cuộn nhá. Còn nếu mà lấy cả cân, cả ký thì sẽ là 80.000.
Hàng này thì bên em sẽ bốc xô cho bác lẫn lộn nhé. Đợt này thì nó chủ yếu là nhiều màu đen, chủ yếu là nhiều màu đen đấy. Giá sẽ là 80.000 một cuộn hàng bốc xô lẫn lộn nhá. Nó bốc xô thì nó sẽ có cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn mỏng, cuộn dày, đấy, lẫn lộn các bạn. Về bên em mua thì cũng là mua xô rồi, đấy, bán xô bác luôn. 80.000 một cuộn nhá. Giá hạt rẻ hợp lý đó. Hàng thì siêu dính, siêu dai và dùng thì yên tâm đi. Em đảm bảo là các bác dùng cái băng keo này các bác nghiện luôn. Dùng sang băng keo khác chán ngay, dùng cái này nghiện, dùng thích lắm. Dai và nó dính mà nó mỏng, dùng thích cực kỳ luôn. Đó. Bán lẻ 80.000 một ký nhá. Còn nếu các bác mua lẻ một cuộn thì sẽ là 10.000 một cuộn nhá. 10.000 một cuộn. Bóng đèn 3W bên số hàng tiếp tục về vũ nhá. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 3W này. Cái bóng đèn này rất là hay. Đấy, nó công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi. Sử dụng điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, và ánh sáng sẽ ánh sáng màu trắng, nó là dòng bóng led siêu sáng và tiết kiệm điện. Đấy, các bác có thể là dùng ví dụ như là mình dùng có thể là thắp ở đường đi lối lại này, ánh sáng kiểu dạng nó vừa đủ để sử dụng mà nó không bị quá tốn điện này, rồi các bác dùng làm đèn ngủ này, dùng làm ánh sáng thắp qua đêm như kiểu đèn chống trộm ấy cũng rất là hay. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì em đang bán một cái quả bóng đèn 3W này chỉ có 10.000 thôi. Đấy, về các bác mua về sử dụng gia đình này, các thứ rất ok. 10.000 một quả nhá, bóng đèn 3W, giá sẽ là 10.000 một quả bóng đèn 3W như này, 10.000. Hoặc là em hay bán cho nhiều bác là hay ở những cái quán cà phê ấy, hay các bác hay dùng cái bóng này để trang trí này, vì công suất nó nhỏ mà. Đấy, 10.000 một quả bóng đèn 3W nhá, dùng hay lắm. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ hạt rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây. Đấy, cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m, có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn led nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp, cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá, dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và hạt rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40m nhá. Dài 40m, em nhắc lại lần nữa là dài 40m luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40m rất là dài. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 một bộ này. Đấy, 70.000 cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40m nhá, có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40m nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40m này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá bác luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10.000 một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10.000 chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt nha. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp, ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây, hàng made in Japan đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá.
bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán, ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy. Phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây coi nhìn này. Những cái phần đường kim mũ chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này coi nhìn này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy các bác cấp gọn và các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35 x 35 nhá. Đấy bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn á. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn, thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu. Ghế câu này. Ghế câu nhá. 150.000 một cây. Đấy 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy mà lại cần hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này. Giá cực kỳ tốt, giá chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá, thôi nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để mình đi câu, đi kẹo, đi du lịch rồi đi cà phê, cà pháo. Các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây coi nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn dặn mấy phát nào. Mấy phát nào. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái. Con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây. Test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây. Có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ nhá. Đấy các bác có thể để đồ để đạc vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy điện thoại rồi là bao thuốc mà hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng Made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể là gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác cứ yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá.